Dính chưa? Dính chưa? Dính chưa? Dính chưa? Ơi con ếch. Ơi con ếch. Nó mới nhảy lên nghe chỗ này, nó nằm ngay chỗ này hả? Con ếch. Hôm qua mình cũng được con, này cũng ngon nữa. Thấy dưới kia. Đây, bây giờ thì cái nồi lẩu ếch cũng đã hoàn thành rồi cả nhà. Sáng giờ thì mấy anh em đi trải nghiệm săn bắt thì được con mớ ếch của ở dưới sông dưới. Rồi. Bỏ vào đâu? Nó như muốn lớn rồi mày vậy ta? Lớn. Quá từ nãy giờ. Mấy rồi. Mấy rồi đậu. Đó. Đó. Lên đường. Bây giờ thì Tùng cũng đã tới cái điểm để đi tìm kiếm bắt lịch cả nhà. Thì trước khi đi bắt lịch thì cho Tùng chúc cả nhà luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ. Thì hôm nay đi có mấy anh em nè, hôm nay đi với anh Hải Đăng, Nhà Bè TV. Và dạ. Anh Quý thằng kia. Chào cả nhà luôn. Với Hải nữa. Với mình là bốn anh em sẽ trải nghiệm theo cái con sông Nhà Bè tìm kiếm để săn bắt lịch và cá bóng sao nha. Đó. Thì cả nhà xem kênh thấy hay và ủng hộ cho mấy anh em mình nha cả nhà. Ở đây đi tình tành lại ngay chỗ cảng đó, đó. Dài xuống dưới đó. Rồi giờ Tùng mời cả nhà theo chân của Tùng trải nghiệm để đi bắt lịch. Rồi xuống cả nhà ơi. Mưa mưa xuống cho nó nóng cái cơ thể mình lên là nó không có lạnh cả nhà. Đừng có mô trước mà đi mô trước hết thì đâu còn để bắt. Đây có con hay gì nè, đạp vô. Cầm xuống nè. Tắt máy là không được chứ. Bắt lịch đó là cả nhà. Gì vậy ta, con lịch này? Để nó chắc không ở quá trời đáy. Có không? Lũng, lũng. Không có lũng luôn nữa. Mà đạp hang, đập ngách gì đâu, chạy mất tiêu luôn rồi. Rồi, bắt luôn. Lịch nó chạy bóng lên. Mất tiêu rồi. Cái gì ta? Trọng à. Cuộc cuộc nó cái này. Đấy bước ngang qua đó đạp cái hang đó, nó chạy luôn rồi. Để đi tới cái những cái hang khác thì mình sẽ quay cho cả nhà xem. Đụng bánh đụng con lịch cho ai? Mà không biết bự nhỏ đây. Ông đang bắt lịch. Ồ, dính rồi kìa. Tao. Có lấy à. Đây, chiến phẩm đầu tiên. Chiến phẩm đầu tiên. Ừ. Chưa vào. Đây. Tiếp tục.
tục cuộc hành trình của mấy anh em sẽ chạy theo cặp máy sông để tìm kiếm để bắt lịch cả nhà. Có con sào nè. Còn thật có hàng lịch nào ở đây nữa. Dính chưa? Dính chưa? Dính chưa? Dính chưa? Ơi con ếch. Ơi con ếch. Rồi đi. Nó mới nhảy lên nghe chỗ này, nó nằm ngay chỗ này hả? Con ếch. Hôm qua mình cũng được con này cũng ngon nữa. Thấy dưới kia nó nhảy lên. Cầm lại. Ở dưới chỗ vỏ quý kìa. Đây. Ở dưới. Ếch khủng. Ếch khủng. Nhảy nhanh ghê thiệt chứ. Ếch này nhảy nhanh ghê. Phải nói nhảy siêu đẳng này cả nhà. Vỏ. Hôm qua có con nữa đâu ta. Cái nắp đẩy lại. Rồi tiếp tục cả nhà. Nói chung da thì lọt chua cái kẻ đó, cái nước trậu. Thì nói chung do mấy anh em đi săn bắt cả sông này thì đụng con gì bắt này. Trời ơi con rắn lục kìa. Xanh lè nhỏ xíu lội rồi. Kìa nó leo cây rồi thấy không? Đó. Mình thấy con qua con quay con. Cái con rắn xanh này cái nè. Xanh lè luôn nha. Ừ. Nó bên cái khô nè. Không biết ở đâu nó vớt xuống nó lộ qua đây nè cả nhà. Trời ơi nó xanh lè luôn. Cả nhà thấy không? Xanh xanh lè luôn nha. Nó. Thôi. Thả đi cả nhà. Tiếp tục nha. Con ếch nó ngồi một đống luôn kìa. Trời nó chạy lên đằng trước luôn rồi. Một pha xử lý thành công nha cả nhà. Chui đây rồi. Chà bả luôn. Chui dưới nước này nè. Một con nữa nha. Phát hiện ghê vậy. Dính chưa? Dính hả? Dính ở trên kia dính con nữa cả nhà. Này chúng bị ếch rồi. Đang còn nữa nha. Đâu rồi? Có đây nè, giờ bắt hai con rồi. Tầm hai em rồi ông ơi. Kìa, quay anh Thả Đăng chưa dính xuống con nữa kìa. Đó. Đây. Hai con chà bá lửa luôn. Chừng nó còn đâu trên đó đó. Chừng nó còn. Hai con. Quá đã. Trời. Rồi xong, được một em nữa cả nhà ơi. Nói chung ra thì ếch này thì ít nuôi nha cả nhà. Ít nuôi thôi. Nhưng mà con ếch này người ta thả khá lâu nha. Nên nó mạnh lắm, nó nhảy. Dí cũng một túi nha cả nhà. Đây con nha, con bự nha, khá bự. Rồi. Hôm nay mình được năm ở đây. Thêm một con ếch nữa. Con ếch vậy mà nó nhảy nhanh ghê trời. Rồi. Bự ghê chứ nóng hết luôn. Đó.
Kêu kêu nữ trứng dài. Hết chù luôn hết luôn. Rồi thả trong kia làm một con cua. Đấy, để tay con cua. Rồi, tiếp tục. Hôm nay tụi hình đi kiếm. Coi chừng còn nữa đó. Nó nhảy bị nồng đó à. Không nè. Hả? Nó trâu á, thả nó cũng trâu á. Mình kiếm nó, mai. Đây là kim nhân. Cái này là cái kiều nữ 8 giò. Chân nhất. Bỏ thùng nè. Bỏ thùng này bỏ ở dưới chỗ chân dịch luôn hết á. Đấy. Nè 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 bỏ bỏ này xuống đó luôn đi. Bỏ đây bỏ nó luôn đi. Ừ. Ê. Đẩy ra. Đẩy. Đẩy đẩy đẩy. Rồi. Từ từ nó lặn da ngay chỗ bụng anh á. Đó đó đó. Chui da luôn à. Ôi. Hay vậy trời. Da trồng lớn rồi. Không mà. Thôi, coi nó nổi không? Nổi, lát nữa nó quẹo vô. Từ 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 từ. Nó da chút xíu nó cũng quẹo vô à. Nãy nó mới lại đây nó tung xuống đây rồi mà. Đây. Giật bờ đó đi luôn hả? Còn cái gì mà có gì? Rồi mắc cái giật nó nữa. Một con cua. Có gì anh điện nói ổng. Đây một con cua. Nhưng mà lịch một số lịch. Lịch cá ông sao mình không? Ôi, quá trời. Mới này là này lát luôn. Nữa nấu lẩu ăn luôn. Đây là vừa lát nữa. Quá trời lịch luôn, lát nữa mình làm lẩu ếch luôn. Đây, giờ ếch này thì mình đi săn bắt về mình nấu lẩu nha cả nhà. Đây là cái món lẩu ếch nè. Đó. Quá ngon nha. Lẩu ếch nấu cháy bằng. Nấu cháy bằng quá ngon. Đây là hồng bằng này nè. Đây. Ăn với dầu sống nha. À thiếu đó. Chở vợ đi chưa vợ đâu. Lẩu mới đi mua lẩu về cho vợ thấy. Đó không? Còn chổng không? Trời ơi, có xe ai. Đây, bây giờ thì cái nồi lẩu ếch cũng đã hoàn thành rồi cả nhà. Sáng giờ thì mấy anh em đi trải nghiệm săn bắt thì được con mớ ếch của ở dưới sông với biển gì nè, bắt lên nhưng mà không biết nuôi hay là không ha, người ta thả phóng sanh gì thì không biết nha. Thì mấy anh em đi săn bắt thì thấy thì bắt về làm lẩu à. Rồi tốn tiền một đoạn. Hả? Nói chung ra thì mình lội với sông với đồ mình bắt thì mình không biết con thả hay là con không thả đâu. Bắt về ăn thôi. Rồi. Giờ Tùng mời cả nhà ha. Ăn lẩu với Tùng nha. Nói chung ra thì cây nhà lá vườn cả nhà ơi. Hả? Chỉ có rau muống thôi chứ không có rau gì ngon hơn rau muống đâu. Đó, giờ mấy anh em vô tắt cái quạt đi. Bây giờ mấy anh em sẽ trộn vô ăn với bún với hả? Nói gì vậy chưa? Nó qua chưa? Qua đâu? Nó không ăn hả? Không. Mua lẩu về, lẩu về rồi. Rồi vậy thì mấy anh em mình xử cái nồi lẩu này đi. Xuống hải. Cơm miếng nè. Bún nè. Xỏ vô cái xe đó. Rồi ăn đi. Săn bắt và ẩm thực. À. Nhà nồi lẩu ớt, lẩu ớt đây. Ủa chưa? Khá ngon nha.
Rồi. Ê, rồi bới ra đi. Búng ra đi. Đũa đũa đũa. Cái xà đó kìa. Đũa đâu? Vậy. Chọn cái đất nè. Lấy cái ca dài đó đó, con để. Để cái đó. Thôi. Rồi quất đi. Quy ngang cái à. Cái giò thì cho nó dài giúp cái gì. Đây. Mình sẽ dùng búng. Rồi, giờ mấy anh em sẽ ăn lẩu. Cơm đi. Lẩu lẩu cháy bằng nha cả nhà. Quá. Đâu được rồi. Hay làm sáng làm luôn hả? Lẩu cháo bằng. Đâu được rồi, được rồi. Bằng nấu với nấu ớt. Ớt và muối. Cà chua. Lấy bông bằng trộn gỏi á. Đó, bông bằng trộn gỏi nữa. Quá ngon luôn nha. Ngon không? Ngon thiệt. Hấp thử coi. Không, cháu sáng miếng mời cả nhà dùng thử coi. Quá ngon luôn. Rồi mời cả nhà cái đùi ớt nè. Đó. 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 Con tùm quýt nè. Chấm nước mắm nè cả nhà. Đó. Quá ngon nha. Làm hết ớt luôn hả? Mời cả nhà nha. Hết rồi đó. Ớt luôn. Ngon thật thấy không? 8 ớt mà. 8 ớt mà nãy nó lấy được 7 cái bao tử rồi. Trời ơi kìa. Ăn không ăn cái gì như nó. Khiến nó quang luôn hả? Quá ngon luôn. Quá ngon. Đổ một hồi luôn. Cái này cho thức bây giờ. Này thiếu thiếu gì á. Thiếu nước. Nước mát. Ăn từ từ xương nhét cổ. Quá trời cái nồi, ngon quá trời luôn. Ai nói chứ bằng nấu lẩu không ngon đâu. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Cái này là món nè. Lẩu ớt mình nấu không bao nấu tử nha. Bao tử. Cái trái bằng nha. Trái bằng nha. Nấu kiểu theo kiểu miền Tây giờ. Nấu theo kiểu miền Tây, cái này chỉ có miền Tây mới có. Chai nó nhớ chị làm chế chai chị đó chai chị Phật. Này có ngon nha cả nhà. Cà mới ngon. Không biết ngon hay không, coi cả nhà xem cái mặt của ông Tùng nhà bè là đổ mồ hôi mênh mông luôn. À, quá trời luôn nha. Hay là xin kết thúc cái video này luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà những cái video tiếp theo. Quên một cơm. Gà. Gà. Cho lên nhìn hình luôn. Kêu nữa. Cũng kêu. Gà. Con đâu có trong đó đâu. Rồi, bây giờ thì cho Tùng xin kết thúc cái video đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Cả nhà xem video thấy hay thì ủng hộ cho Tùng với anh Hải Đăng Nhà Bè TV để có động lực cho video gửi cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, chào luôn. Chào luôn cả nhà. Đó. Quý. Ngoài đây có bà xã Tùng nữa nè. Chào luôn em. Đó. Rồi, hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha.